Hai chị khách hàng, thì hiện tại trên tay của Giang đây là mặt bằng của Tháp Thêm dự án West Grand chị khách hàng nhé. Thì trên mặt bằng này á, thì như anh chị thấy á, thì có 2 căn 113m² cực kỳ là đẹp luôn anh chị. 2 căn này sẽ view trực diện xuống cái sân tennis của chúng ta. Thì cái sân tennis này thì tọa lạc tại vị trí Tháp Thêm. Ba tháp còn lại là sẽ không có cái sân tennis này nhé. Bởi vì cái tháp này á, rất là đắc địa luôn. Và nếu anh chị nào xuống sở hữu một căn hộ tại dự án West Gate thì hãy chọn cho mình một căn tại Tháp Thêm dự án West Gate như thế này nhé. Và bây giờ Giang sẽ phân tích về mặt bằng tầng của dự án West Gate. Thì trước tiên á, chúng ta sẽ đi vào những cái căn 2 phòng ngủ ha. Thì căn 2 phòng ngủ thì nó có những cái căn với diện tích là 59m² nè, và những căn 69m². Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái căn 3 phòng ngủ. Căn 3 phòng ngủ thì nó có hai loại diện tích là căn 85m² và 113m². Thì đối với những căn 3 phòng ngủ này, trong cái chương trình đặc biệt này của chủ đầu tư An Gia thì anh chị chỉ thanh toán đúng 15% thôi là chờ đến lúc nhận nhà luôn, và mình không phải thanh toán bất kỳ một cái khoản chi phí nào nữa. Thì tới lúc nhận nhà anh chị có thể là vay ngân hàng cũng được, hoặc là anh chị thanh toán một cục luôn là chị nhận nhà luôn. Nó rất là khỏe, nó rất là nhẹ luôn. Vâng, đó là cái những chia sẻ về mặt bằng của Tháp Thêm dự án West Gate. Và anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay cho mình một căn hộ tại Tháp Thêm dự án West Gate, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của chủ đầu tư An Gia sẽ tư vấn trực tiếp và chi tiết nhất từng căn đến cho anh chị khách hàng, để anh chị khách hàng sẽ dễ dàng sở hữu một căn hộ hợp phong thủy với mình, hoặc là hợp hướng với mình nhất anh chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại nhà mẫu An Gia Gallery để xem qua những cái căn hộ mẫu của dự án West Gate. Xin chào anh chị.